Vườn nhà mơm. Yeah, lá gai nè, tốt không? Hoa của tôi nè, có nó dài thòn lắm nhơm nè. Đẹp lắm nè. Nè. Được mấy em? Ố cũng được nhiều hết chứ. Rồi, xưa hoa leo của tôi nhổ ra trơn. Hái ớt, hồi nãy hái được mấy trái nè, đi lấy cái bịch hái tiếp. Alex, Alex. Hồi nãy mình đẻ đó, đi xuống đẻ này chứ. Ở đằng sau nè. Đấy mẹ nè, hai của chừng té. Đây nè. Rất thơm đồ. Trời ơi. Đi đàng hoàng, mẹ ở đây mà. Làm cái ớt xanh ăn cũng ngon. Chồng nó đâu có là ăn lắm trời. Nó đâu thù tới giả rồi tất tất cặt không cặt. Ăn cái gì thì cặt. Gì 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 gì. Rất thơm. Rau rầm cái hoa đào nó cà chua. Coi nè, hành nó già hơn là bà già nữa. Ủa cây này năm nay không có trái à? Cây lù quắc, cây cà ri, cây chanh nhìn giả man không? Cây này dắt đốn bỏ, năm nay không có trái, buồn dữ. Lá lốt. Lá lốt. Vì ông nội, vì cha. Ôi cây này nó bự nữa rồi. Thành già dữ. Cái này sâu rồi. Nè, thấy được, được nhiêu nè. Hi hi, vui ha. Vui, vui vui vui. Mà không có gì, không có túi. Cây ớt nhà tôi không có tưới nước hai bữa nó héo, còn không có gì nữa. Hoa nhà tôi, hoa nhà tôi đẹp quá đi. Sáng có hoa hay thờ, coi kìa cái thằng em chơi với ớt hồi lá cay. Cây này phải cắt rồi.